Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với các clip dạy tiếng Trung của tiếngtrung.vn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một số động từ của HSK 1 phần 1. Chúng ta bây giờ cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Ai, từ này có nghĩa là yêu. Của ai của tớ lào công, của ai của tớ lào công, của ai của tớ lào công. Lào công có nghĩa là chồng. Của tớ lào công, chồng của tôi. Của ai của tớ lào công, tôi yêu chồng của tôi. Bù khơ chị, không có gì. Tăng bìa rần xua, xie xie tớ sứ hổ, nì yào xua, bù khơ chị. Tăng bìa rần xua, xie xie tớ sứ hổ, nì yào xua, bù khơ chị. Tăng bìa rần xua, xie xie tớ sứ hổ, nì yào xua, bù khơ chị. Tăng bìa rần xua, khi mà một người khác đang nói, bìa rần có nghĩa là người khác, xie xie cảm ơn, tơ sứ hậu, những lúc đó, những lúc mà người khác nói cảm ơn, nì yào xua thì bạn phải nói, bù khơ chị, không có gì. Khi mà người khác nói cảm ơn thì bạn nên nói không có gì. Chư, ăn. Nǐ xǐ huān chī shěnme? Nǐ xǐ huān chī shěnme? Nǐ xǐ huān chī shěnme? Xǐ huān là thích, chī ăn, shěnme cái gì? Nǐ bạn thích ăn cái gì? Nǐ xǐ huān chī shěnme? Tǎ diān huà, gọi điện thoại. Wǒ zhēng zài dǎ diān huà, wǒ zhēng zài dǎ diān huà, wǒ zhēng zài, tôi đang làm cái gì đấy? Dǎ diān huà, gọi điện thoại. Wǒ zhēng zài dǎ diān huà, wǒ zhēng zài dǎ diān huà. Dǔ, đọc. Wǒ yào dǔ zhè běn shū, wǒ yào dǔ zhè běn shū, wǒ yào dǔ zhè běn shū. Wǒ yào, tôi cần, tôi muốn. Dǔ, đọc. Zhè běn shū, quyển sách này. Wǒ yào dǔ zhè běn shū, tôi muốn, tôi cần đọc quyển sách này. Đối不起, xin lỗi. Đối不起, 我来晚了. Đối不起, 我来晚了. Đối不起, 我来晚了. Lái có nghĩa là đến, 晚了 có nghĩa là muộn mất rồi. Đối不起, 我来晚了. Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Công tác, làm việc. 我每天都要工作，我每天都要工作，我每天都要工作，我每天 là hàng ngày tôi đều phải, 都要工作, làm việc, đều phải làm việc. 我每天都要工作, tôi làm việc hàng ngày. 喝, uống. 你喝绿茶吗? 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 绿茶 là trà xanh. 你喝绿茶吗? Bạn uống trà xanh không? 回, về. 我弟弟回来了, 我弟弟, em trai của tôi,
回来了，về rồi. 我弟弟回来了，em trai tôi về rồi. 会 biết. 我会弹吉他，我会弹吉他，我会弹吉他，我会 tôi biết. 弹 là đánh, động từ của đánh, đánh đàn. Chí tha, chơi guitar. Wǒ huì tán chí tha, tôi biết chơi guitar. Chào, 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 gọi. Chỉnh chào wǒ lǎo shí, chỉnh chào wǒ lǎo shí. Chỉnh chào wǒ lǎo shí, chỉnh chào wǒ lǎo shí. Chỉnh hãy, xin hãy, chào wǒ gọi tôi là lão sư, thầy giáo. Xin chào wǒ lão sư, hãy gọi tôi là thầy giáo. Khai, 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 mở. Bù yào khai mến, bù yào khai mến, bù yào khai mến. Bù yào là đừng, khai mến là mở cửa. Bù yào khai mến có nghĩa là đừng có mở cửa. Kàn, 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 nhìn. Nì zài kàn shěnme? Nì zài kàn shěnme? Nì zài kàn shěnme? Nì zài kàn shěnme? Kàn là nhìn, shěnme đang nhìn cái gì đấy. Nì zài, bạn đang làm cái gì? Bạn đang nhìn cái gì? Nì zài kàn shěnme? Kàn jiàn, kàn jiàn, kàn jiàn, nhìn thấy. Wǒ kàn jiàn lě yī ge nán rén, wǒ kàn jiàn lě yī ge nán rén, wǒ kàn jiàn lě, tôi đã nhìn thấy yī ge nán rén, một người con trai, một người đàn ông. Wǒ kàn jiàn lě yī ge nán rén, tôi nhìn thấy một người con trai. Lái, 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 đến. Nǐ huì lái Trung Quốc ma? Nǐ huì lái Trung Quốc ma? Nǐ huì lái Trung Quốc ma? Nǐ huì lái, bạn sẽ đến Trung Quốc ma? Trung Quốc phải không? Bạn sẽ đến Trung Quốc phải không? Mãi, 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 mua. 我决定买一辆车。我决定，我决定，决定买一辆车。我决定买一辆车。我决定 là tôi quyết định mài ý lượng车 sẽ mua một cái xe, một chiếc xe. Tôi quyết định sẽ mua một chiếc xe. Mấy quan xi, mấy quan xi, mấy quan xi, không sao cả. Nǐ xǐ bù xǐ huān wǒ dǒu měi guān xī. Nǐ xǐ bù xǐ huān wǒ dǒu měi guān xī. Nǐ xǐ bù xǐ huān, xǐ bù xǐ huān wǒ dǒu měi guān xī, měi guān xī. Nǐ xǐ bù xǐ huān, bạn thích hay không? Wǒ, tôi, dǒu měi guān xī, đều không sao cả. Bạn thích hay không? Tôi đều không sao cả. Nèng, 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 có thể. Nǐ nèng gěi wǒ yì běi shuǐ ma? Nǐ nèng gěi wǒ yì běi shuǐ ma? Nǐ nèng bù nèng, bạn có thể cho tôi yì běi shuǐ ma? Một cốc nước không? Nǐ nèng bù nèng? À, nǐ nèng gěi wǒ yì běi shuǐ ma? Bạn có thể cho tôi một cốc nước không? Bài học hôm nay đã kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip lần này. Nếu các bạn cảm thấy video clip lần này bổ ích thì hãy bấm like và follow chúng mình trên Facebook và YouTube nhé. Kênh YouTube của chúng mình là Học Tiếng Trung với Thầy Phạm Dương Châu. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo của Tiếng Trung.vn. Chào tạm biệt.